Thái nó chơi bời yêu đương ở đâu cũng được. Nhưng nếu không có sự đồng ý của tôi thì sẽ không có bất cứ một cô gái nào được vào làm dâu nhà tôi đâu. Em tưởng cô ta cố tình mang bầu để gài bẫy anh. Sao cô có những cái suy nghĩ quái đản như thế nhỉ? Làm ơn đi, đừng có động vào cuộc sống của tôi nữa. Tử tế, chải có. Tiết kiệm, chải sẽ làm được. Còn tinh tế thì bây giờ là lúc bắt đầu. Tặng. Thank you.